Tôi là Tuấn, một doanh nhân thành đạt có tiếng trong ngành bất động sản. Tôi có tiền bạc, nhà xe, vợ đẹp, con xinh, nhưng chưa đủ để vợ chồng tôi hạnh phúc thực sự. Trở về bên người vợ đẹp sau những chuyến công tác dài ngày, bao nhiêu sự mong muốn, dạo dựng đều trở thành nỗi buồn thầm kín trong tâm. Rồi tới một ngày. Alo, cho tôi hỏi có phải phòng khám công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc không ạ? Vâng, đúng rồi, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Thì ra, do thói quen sinh hoạt và áp lực công việc, tôi bị suy giảm sinh lý, xuất tinh sớm và tôi sử dụng sản phẩm Mãnh Lực Trường Xuân đúc kết từ bí kíp ngàn đời của người Thái Tây Bắc, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực phái mạnh. Sau một thời gian ngắn sử dụng, tôi thấy chuyện vợ chồng cải thiện rõ rệt. Cảm ơn Mãnh Lực Trường Xuân đã đem đến cho tôi điều ước cuối cùng để hạnh phúc của vợ chồng tôi thực sự trọn vẹn. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ công ty cổ phần nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc, số 132 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Hotline 0983684155, 0983684155. Website manhluctruongxuan.com. Mãnh Lực Trường Xuân, nâng tầm sung mãn. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người dưới 18 tuổi và mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.